Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế cho một vị khách hàng tại khu vực xã Xúy Xua, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Thì mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi cái quá trình khảo sát của công ty chúng tôi tại cái khuôn viên khu đất nhà vị khách hàng này tại đây. Thì ở Mỹ Đức chúng tôi xuống rất nhiều rồi, nhưng mà bây giờ các cái hôm nay chúng tôi đi từ Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc xuống, và nhà anh là khách hàng thứ hai. Thì hôm nay công ty chúng tôi thực hiện khảo sát cho 3 vị khách hàng. Thì khách hàng đây là khách hàng thứ hai, và cùng song song với đó là có một đội khảo sát tiếp theo là đội số 2, thì phục vụ 5 khách hàng trên Hải Dương, Hưng Yên. Đấy, thì mỗi ngày công ty chúng tôi đều phấn đấu phục vụ tất cả mọi khách hàng cho mọi người kịp tiến độ thi công. Thì mời các bạn cùng theo dõi cái khuôn viên mảnh đất nhà gia chủ tại đây và quá trình khảo sát của công ty chúng tôi bằng những cái công nghệ mới nhất và hiện đại nhất thời bây giờ nhé.